Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị, chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây kiếm lô hội, một trong những mặt bông kiếm cơ bản của cây kiếm lô hội. Thì để mọi người cũng biết, đây thì nó là màu trắng tím á. Nhìn lên mà trời hơi sáng thì đâm cái màu tím của nó nghe vẻ hơi ánh đỏ hơn. Nó hơi sáng một tí. Thì trong cái cây kiếm lô hội này á, nếu như mà cái màu mà nó vẫn là màu cơ bản như này nhá, có nghĩa là cánh hoa của nó và môi hoa trụ nhụy nó đều màu cơ bản là màu trắng tím hay màu có lên màu một chút như này thì trông nó có vẻ là hơi đỏ, đúng không ạ? Nhưng thực ra thì ngoài đời thật thì nó chỉ là màu trắng tím thôi. Thì cái cây lô hội mà màu trắng tím á là nó là một cái màu gốc, màu mà rừng sinh ra thì là nó là một cái màu cơ bản là cái màu này. Còn những cái cây mà mọi người hay xem trên kênh Thiên Ngàn Hoa của em ấy thì là nó là đa phần là những cái cây là cánh sạch hoặc cánh tương đối sạch hoặc là trụ nhụy sạch hoặc là môi hoa sạch thì nó là dạng semi. Còn cái dạng ăn ba thì có nghĩa là ví dụ như là trắng vàng tuyền á thì nó như kiểu là vàng cái bỏ Hải Phòng hay là trắng tuyên quang hay gì đó thì một số cây. Còn đây là một trong những cái màu gốc của cái cây kiếm lô hội là màu trắng tím. Có cái cây ngọc diệp á thì nó là cái cây môi hoa của nó là màu đỏ. Nếu mà lên ảnh thì nó đỏ, và ngoài đời thật là nó đỏ hơn rất là nhiều so với cái cây lô hội bình thường. Như đây là một cái cây lô hội bình thường thì là lên ảnh nó thì trông nó cũng hơi gọi là màu tươi hơn bởi vì do hiệu ứng ánh sáng anh chị nhá. Nếu như anh chị sử dụng những cái điện thoại như là Samsung, Oppo hay là một số những hãng khác, Google, Xiaomi hay là một cái số những hãng khác thì nó khá lan màu. Và cái việc nó lên thành lưỡi đỏ tươi ấy, thì rất là dễ, mà còn ra ánh nắng thì rất là dễ luôn. Nhưng chúng ta phải hiểu được cái màu thật của nó. Cái màu thật của nó là gì? Là cái màu gốc là cái màu trắng tím. Đây mọi người nhìn này, cánh của nó trắng tím này, cánh của nó là màu trắng tím này, trụ nhụy màu trắng tím. Trụ nhụy thì cái trụ phấn này, trụ phấn ấy, mà có cái mũi mình hay gọi là cái mũi vàng vàng này, thì cái này gọi là trụ phấn. Và cái môi hoa của nó vẫn màu tím hết như này thì nó là cái màu cơ bản và là đều là cái kiếm lô hội. Kiếm lô hội này thì nó khác với kiếm tiên vũ là hoa, kiếm tiên vũ là hoa màu vàng tím, còn kiếm lô hội thì là nó là màu trắng tím. Màu vàng tím thì nó cũng đá sang nâu nâu hay đỏ đỏ gì nó cũng có rất là nhiều dạng. Còn cái cây lô hội này thì nó cũng đá sang những cái màu như trắng ngà, vàng, rồi thì màu tím đậm đấy. Nói chung là đá sang các màu khác nhau nhưng nó không có sự thay đổi bởi vì nó là cây gốc. Nó là cây cánh tím, trụ nhụy tím và môi hoa tím thì đều là một cái cây lô hội gốc, cây lô hội bình thường. Mình hay hiểu nôm na như thế bởi vì nó không phải là những cái cây đột biến hay có nhiều. Còn những cái cây đột biến là cái cây mà có ít hơn. Còn những cái cây lô hội màu trắng tím như thế này thì là cái cây có nhiều nhất. Cái cây có nhiều nhất này thì nó phụ thuộc vào tùy từng cây mà người ta đánh giá được cái độ khác nhau của nó và cái vùng miền xuất xứ. Thế nên là có nhiều cây thì là cánh nó sáng hơn, có nhiều cây thì cánh nó tím nhiều hơn, có nhiều cây thì là nó bông nhỏ, bông to, cánh nhỏ. Đấy, thì ví dụ như vậy. Thì đấy là chính là cái sự thay đổi, sự khác nhau của cái cây kiếm này theo vùng miền và theo gen. Nó cũng như kiểu là chúng ta là có những cây lá to, cây lá nhỏ. Đấy, có những cái cây lá dài, cây lá ngắn, cây lá dày, cây lá mỏng. Đấy, thì nó phụ thuộc vào gen. Thì cái màu sắc nó cũng thay đổi như vậy. Có chỗ thì là nó có những cây kiếm rất là to, ví dụ như cái vùng Thái Nguyên chẳng hạn là cây kiếm rất là to, thân lá to và dày. Còn những cái vùng như là Thanh Hóa thì nó nhỏ hơn, nhưng mà không hẳn cứ Thanh Hóa là nhỏ bởi vì bản thân Thanh Hóa nó cũng có những cây rất là to. Đấy, nhưng mà cái tỷ lệ của nó, tỷ lệ có nghĩa là ở như Thái Nguyên là nó có nhiều cây đột biến mà thân lá rất to, ví dụ như cây cánh bầu Thái Nguyên chẳng hạn, hoặc là cây ánh hồng Thái Nguyên. Nó là những cái cây thân lá chúng ta có thể nuôi đạt đến 4 cm. Đấy. Hoặc là cây Điện Biên rất là to. Đấy, một số vùng thì cái này mọi người tìm hiểu thêm nhé. Thực ra thì ở đâu nó cũng có cây to, cây nhỏ. Nó cũng có cây lá dài, cây lá ngắn, cây bé, cây nhỏ. Đấy. Thì còn em đang nói về cái màu sắc gốc của nó là như vậy. Còn thân lá thì một chút nữa em sẽ nói thêm về cái thân lá của nó. Nhưng còn cái màu sắc gốc của nó và những cái màu sắc cơ bản thì nó là màu trắng tím. Màu trắng tím như những cái cây này thì nó không có gì đặc biệt. Còn những cái cây có đặc biệt đó thì là những cái cây mà
dạng semi, ví dụ như là năm cánh trắng, đấy, tím đỏ, trụ nhụy này, và mỗi hoa một trong những phần của bông hoa thì là semi, mình hay gọi nôm na như vậy. Semi là một phần, một nửa hay một góc hay một gì đó, tùy chúng ta hiểu theo nghĩa nào cũng được. Nhưng bản thân thế giới thì người ta đánh giá semi nó phải là một nửa. Đấy, có nghĩa là ví dụ như những cái cây cây phan trí chẳng hạn. Đấy, nó là cây mà vàng Tây Ninh. Nó là cây mà năm cánh nó là vàng tuyền và lưỡi của nó chỉ hơi hồng thôi. Đấy. Chứ còn như những cái cây như kiểu là thủy trơn á, như kiểu là cây vị hoàng ấy, thì nó lại thực ra thì nó cũng là ấy, nhưng mà nó chỉ có trụ phấn thôi. Còn cánh hoa của nó thì không có gì đặc biệt. Cánh hoa của nó vẫn là cây ánh tím. Cánh hoa nó có ám tím. Nhưng mà thực ra thì đó nó cũng là một trong các dạng về sim, về dòng sim á, nó có nghĩa là lan kiếm hay là địa lan, thì nó là một trong những dạng mặt hoa đa dạng của cái dòng này. Cần hoa của nó là xanh sạch và mầm xanh sạch. Đấy, anh chị nhá. Thì đây em sẽ nói một chút về cái thân lá của nó. Đây, như cây này thì nó to. Thân lá của nó thì dài khoảng tầm độ 1 mét và lá to khoảng 3-4 cm, to như Tiền Vũ vậy. Củ của nó thì nó sẽ cân đối với cả cái thân lá. Củ của nó to khoảng 3-4 cm, cao khoảng 5-8 cm, to như Tiền Vũ. Thì một số cây mà em nói to như Tiền Vũ trong dòng kiếm lô hội đột biến đó chính là cây Minh Tuyết này, cánh bầu Thái Nguyên này, hay một số những cây khác thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Riêng về cái thân lá của cây lô hội trắng tím này, cây gốc ấy, thì đa phần mầm của nó sẽ là mầm màu tím, anh chị em. Mép mầm của nó và mầm của nó là màu tím. Ở đây thì nó không, em không nhìn thấy cái mầm nào để giới thiệu quý anh chị cả. Nhưng mà anh chị có thể xem thêm trên kênh Thiên Đường Hàn Hoa, em nói tất cả những cái cây semi của những cây ăn ba thì đều là nó phải là mầm sạch sạch. Ví dụ như những cây lô hội vàng hay những cây lô hội trắng là đều sẽ là mầm xanh sạch, chứ nó không thể là mầm tím được. Bởi vì những cái cây mầm tím thì nó chỉ ra hoa tím như này thôi, anh chị ạ. Mầm tím là nó sẽ ra hoa tím như này, anh chị ạ. Đấy, chứ còn tím thì nó có nhiều dạng tím, tím nhiều tím ít. Đấy. Và trắng nhiều trắng ít. Nhưng nó vẫn giữ được cái form chuẩn của nó như này. Có nghĩa là cánh của nó là màu trắng tím này, trụ nhụy màu tím này, môi hoa màu tím. Đấy, còn ví dụ cái việc này, những cái việc là cánh bầu này. Cánh bầu hay là vai xuôi vai ngang này, cánh mai cánh sen rồi các loại cánh ấy, thì mình đánh giá nó là một cái cây đẹp hơn những cây bình thường tí thôi. Nó có những cái cây là cánh sao, cánh tiêu, cánh rất là bé, chỉ như là cái cần hoa đây thôi, rất là bé. Thì cái dòng kiếm lô hội này thì nó cần hoa của nó thì nó dài hay là ngắn phụ thuộc vào lá, em vẫn nói cây nào thân lá to hoa dài, thân lá nhỏ hoa ngắn, tỷ lệ đó tương đối đúng dành cho hoa lan. Nó không phải là chỉ dành cho mỗi lan kiếm mà nó dành cho cả những cái cây như là giáng hương. Nhưng mà nó gọi là nó là một góc thôi, chứ nó để nói đúng 100% thì nó không đúng. Nhưng mà đấy là nó là những cái tương đối đúng. Như em thấy cái lá cái này dài khoảng 1 mét, cần hoa nó dài tầm 80-1 mét. Nhưng về cơ bản chúng ta phải nuôi đạt đã, còn cây mà chúng ta nuôi còn bé thì đương nhiên là cần hoa nó sẽ ngắn, nó ói thì cần hoa nó sẽ ngắn, anh chị ạ. Còn những cây mà cần hoa to như cái cây này nó là cây thuần chậu ổn định này, đấy, thì là cái cần hoa của nó dài khoảng 80-1 mét, anh chị nhá. Thì nó cũng như kiểu cái cây cánh bầu Thái Nguyên á, cần hoa to dài thì là thân lá nó cũng rất là to. Đấy, mọi người nhìn này, cần hoa cũ nó dài hơn, khoảng 20 cm. Đấy, nhưng cái cần hoa mới này thì nó ngắn hơn. Đấy, thì thực ra cái việc mà cần hoa dài ngắn này nó phụ thuộc cái cây nó khỏe yếu, anh chị ạ. Cây càng khỏe thì cần hoa càng dài, nhưng nó cũng phải phụ thuộc vào cái việc gen của nó. Đấy, thì em cũng nói thêm một chút về cái màu sắc của cái cây lan lan lô hội này. Có nhiều bác là cái màu sắc này do chụp ảnh á, thì nó lên nó đỏ quá, hoặc là nó lên nó trắng tím, hoặc là nó thành đen trắng ấy. Đấy, thì trông nó rất là nếu về màu sắc thì anh chị phải chú ý, bởi vì cái mà chúng ta sử dụng điện thoại thì nó là một cái thay đổi màu sắc rất là nhiều, hoặc là sử dụng Photoshop ảnh hưởng rất là nhiều về màu sắc, thì chúng ta nên cân nhắc với những cây mua về màu sắc. Còn khuôn bông
cốt bông thì chúng ta nên chú ý về cái việc nó đã nở căng hay chưa. Ví dụ như những cái bông trên đầu đây này, hoặc em nó nở nhiều bông này, thì mọi người biết là nó căng như thế này, đấy, nó nở căng phẳng cánh mà cánh nó bầu dạng như này thì nó là cây đẹp. Còn nếu như mà những cái người mà người ta chụp lúc nó mới nở hé hé, nó còn khum khum á, ở đây thì nó không có cái bông nó khum khum cả, nhưng mà người ta cái dòng tiên vũ là người ta hay chụp lúc mới hé khum khum á, thì mọi người chỉ nhìn nó tròn như đồng xu á, nhưng thực ra khiến nó nở ra thì là cánh nó ba tiêu. Đấy, thì là mọi người chú ý về cái chụp, thời điểm chụp, màu sắc chụp, điện thoại chụp, thì để mọi người sưu tầm được cái cây đúng như mình mong muốn, để tránh bị nhầm lẫn về cái việc màu sắc này, rồi thì khuôn cánh khi mà mình về mình nuôi. Bởi vì có nhiều anh chị chụp, người ta chỉ chụp lúc mới hé thôi, nó rất là tròn, hoặc là chụp hiệu ứng màu sắc ấy, nó thành màu trắng tím. Thì đây là anh chị nên chú ý anh chị nhé, thì nó thay đổi cái cây rất là nhiều, thì anh chị chú ý. Mọi ý kiến tham khảo mọi người có thể liên hệ bên em để tư vấn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa. Xin cảm ơn.